Đó, thì đoạn đánh nhau này mình rất là kiểu trơn tru, thuần thục rồi, không biết là mình tập cái đoạn này lâu không? Đoạn này thì phải tập chắc là cũng phải 3-4 ngày. Tại vì ý là mình sẽ phải bắt rất là chuẩn. Rồi cái hành động của mình nó phải mạnh mẽ, nó phải chính xác, cũng như là bắt phải thẳng tay chứ không phải là bắt kiểu tay nó bị cong như vậy. Đó thì phải mọi thứ nó nhìn nó phải chính xác cũng như là nó phải mạnh một xíu. Khi mà bắt đầu tập với nhau thì phải làm sao để nhuần nhuyễn, hai người cùng nhớ bài, còn nếu không sẽ bị đánh vào mặt. Nói chung là thực ra cũng bị sượt qua mặt vài lần rồi, bởi vì khi mà quên mất bài 1 2 3 tự nhiên có một người bắt đầu, người kia không bắt đầu thì là chuyện rất là bình thường. Đó thì cũng như là bắt đầu thuộc bài xong thì phải vừa đánh mà vừa diễn. Thì cái việc mà vừa đánh vừa diễn thì nó sẽ sợ là quên bài nè, xong rồi mình đánh chưa đủ mạnh, hay là cái mặt mình chưa đủ cái thần thái cũng như cái thái độ lúc đó, thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian để hai người có thể nhuần nhuyễn cái đoạn như vậy, 3-4 ngày. Vậy thì cho em hỏi, vì chung thì chắc cũng diễn nhiều rồi đúng không? Cũng đánh nhau nhiều chưa? Cũng một vài lần. Thì chắc là cũng tập võ quen rồi đúng không? Còn anh Lu thì sao? Anh Lu cũng hay bị đánh lắm nha. Anh hay bị đánh. Chắc là mình cũng khá quen với cái này đúng không ạ? Gợi đòn à? Hay là lần sau á, anh nghĩ ra rồi. Đoạn sau mà có mấy nhân vật này tiếp theo á, thì cho đánh nhau. Đánh nhau hết. Tại vì toàn những người quen đánh nhau thôi, cho hai người này đánh nhau. Cho hai người này đánh nhau. Đấy là cái ý tưởng của em. Em thấy sao chung sao? Không, mình không đồng ý luôn. Những cái MV, cái tuyên truyền, những cái ý tưởng đúng rồi. Không, xong rồi, sau khi hai người đánh xong, xong lại ra. Bạo lực không thể nói bằng bạo lực. 1 2 3 1 5 sao đấy đấy, đó hợp lý không? Okay, đó là okay. Hợp lý. Ok, tiếp cho em đoạn em còn để ý một cái nữa, đó chính là cái chữ khi mà viết của MV ấy, giống kiểu phong chữ Nhật ấy. Đúng không, hay là mình cố tình tạo cho một cái mood như vậy? Tại vì thực ra là từ đầu Trâm với cả biên kịch này cũng như là giám đốc hình ảnh, mọi người ngồi bàn với nhau, và bản thân Trâm trước đấy là Trâm cũng rất là muốn ấp ủ có một MV là style hơi Nhật Nhật một xíu. Mà nếu như mà mình muốn ra được một style như vậy thì mình cũng phải xem màu sắc MV là có phù hợp hay không này, làm ra được hay không này, quần áo này, và make up cũng phải nhẹ nhàng vừa phải. Mọi người có thể thấy là Hàn Quốc thì đôi khi make up nhẹ nhàng thì sẽ má hồng lên, môi đánh lòng trong, nhưng mà Nhật Bản thì nó sẽ có một cái gì đấy nó đơn giản hơn một xíu. Đó, vậy nên là Trâm cũng phải tìm hiểu kỹ, cũng như là về cái phông chữ đi, thì phải làm sao để mà nhìn vào cái poster ra được cái style như vậy, thì mọi người cũng tìm hiểu rất là kỹ để làm sao mà có thể hoàn thành một cái MV mà nhìn có một chút màu sắc Nhật Bản. Nhưng mà nói chung đó là một cái mục đích của ekip luôn. Có một người, có một bài bạn cũng comment là cái áo mà chị mặc á, rất là nhiều người mặc, thì không biết là mọi người cũng muốn hỏi mua ở đâu mới đẹp thế. Cái này là Trâm order trên shop, nhưng mà Trâm không nhớ tên shop. Nhưng mà thực ra là trùng hợp một cái là cái áo này thì nói chung nó chỉ rất là rẻ thôi, nó chỉ tầm 350-400 thôi, áo sọc sọc rồi đúng không? Thì hôm trước khi mà Trâm có đi quay hình ở bên một bên khác thì có gặp một hai anh chị cũng mặc áo giống như Trâm, hay là đi ngoài đường cũng có bạn mặc giống luôn. Tại vì thực ra là trong MV lần này thì Trâm hầu như là mặc đồ shop rất là giá mềm, đơn giản, và cũng như là có rất là nhiều đồ giảm giá trong đó.